Tính ra bây giờ giống kiểu anh, giống kiểu là gà trống nuôi con ấy. Dạ. Thế một mình làm nuôi con. Thì mấy ngữ đi, được là kêu em gà trống nuôi con không à? Một mình làm nuôi 5 đứa con. Cho em hỏi thăm tí là vợ anh là bị là tháng mấy, hồi tháng mấy? Hồi bữa tháng 5 tới giờ á. Mà có liên lạc được không? Dạ có. Có liên lạc về, là nói vẫn đang nhốt ở trong đấy hả? Nhốt, đang nhốt. À, dạ. Mà nhốt ở đâu anh biết không? Ở Bố Lá hả? À, Bố Lá. Ê, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Vĩnh Lộc B với Bình Chánh các bạn. Phía sau lưng các bạn đây chính là một ngôi nhà, mà cái nơi ở của một gia đình có 4 đứa con các bạn. Ngày trước là ở đây này, và đi lượm ve chai sinh sống. Thì anh ấy đi lượm ve chai cho tôi 4 đứa con các bạn. Nên hôm nay mình tới đây để mình thăm. Thì nghe đâu là cái chỗ này do người ta đuổi đấy các bạn, nó cũng như hoặc là nó bị sập xệ rồi. Thì gia đình có chuyển vào một cái nhà trọ ở gần đây, nên là hôm nay mình tới mình thăm. Đây là cái xe ve chai. Đây này các bạn. Cái xe này là cái xe ve chai của gia đình này các bạn. Dạ dạ. 4 và 5 gì tím. Anh tắt giùm em tivi được không anh? 5 đứa. Dạ anh chào anh. À, nó 5 đứa mà quên nói có 4 đứa. 5 đứa con đó hả? Đây là xe lượm ve chai. Xe ve chai đó. Đi nhà tháng 1,5 triệu. Dạ dạ dạ. Chào con. Con đứa nó đâu? Đứa nó đi vậy, nó đi vậy vậy. Đứa lớn hay đứa bé anh? Đứa lớn, cái thằng 17 tuổi nó đi. À. Nó bỏ nhà nó đi vậy. Phải là 5 đứa con. Dạ, em đứa 5 đứa. 5 đứa con nhưng mà mình vô nhà em ngồi nói chuyện tí được không? Ừ, em ngồi đi con. Có bật điện lên được không ta? Dạ. Thôi con ngồi nói chuyện cho. Dạ dạ vâng vâng vâng, con cảm ơn bà chứ. Là mình vào đây ở lâu vậy? Dạ em ở cũng lâu mà. Sự lúc vậy nên cũng đi ra chai đi mua mà không có dịch này không có anh. À, trước là mình đi lượm ve chai. Dạ, đi lượm ve chai. Dạ. Là anh có 5 đứa con, đứa lớn là 17 tuổi hả? 17 tuổi rồi. À bỏ đi rồi. Rồi còn cái bé gái kia bao nhiêu tuổi rồi? Bé này 13 tuổi anh. 13 tuổi. Dạ. Rồi bé thế kia. Nhỏ này 12 tuổi. 12 tuổi. Là bé này 8 tuổi. 8 tuổi bé này. Cái thằng cu mới có 2 tuổi rồi. À mới 2 tuổi rồi. Cười nhìn dễ thương không? Rồi anh cho em hỏi là anh tên gì đúng không? Dạ em tên Tiến. Anh Tiến. Dạ. Dạ anh năm nay được em 39 này. 39. Dạ. Mà 5 đứa con. Dạ. Ồ, anh lấy vợ từ năm 10 mấy tuổi? 17 tuổi, 6-7 tuổi. À. Năm nay gần 40 tuổi mà nó 5 đứa con rồi. Dạ. Mấy bé này có đi học không anh? Có học tình thương chứ đâu có khả năng đâu lo cho mấy đứa. Có nghĩa là tất cả đều đi học mà học nhà học tình thương của người ta. Dạ. Yeah. Rồi dịch bệnh ok, thế thì mấy ngày nay mấy tháng nay mình không đi làm thì mình có đủ ăn không anh? Có thì cũng có người ta là tại cấp gạo đồ á anh. À. Thế là cũng được hàng xóm nào kia thứ là người ta cho cấp gạo thóc không? Dạ. Nhà này ở chắc là nắng chắc nóng lắm ha. Dạ nóng anh. Thế cái nghề chính của mình là chủ yếu là lượm ve chai thôi. Dạ anh định lượm ve chai. Rồi bé lớn này có làm gì không? Lớn không, nó không có... Ở nhà của em? Dạ, nó chưa có đi làm gì chứ anh. À. Với cái vợ em nó như kiểu nó bỏ đi luôn rồi. À. Nhà em nó không được nữa rồi. Ủa, phải là vợ anh bỏ đi hả? Dạ, dạ. Là em, đi lâu chứ anh? Dạ, em bỏ, vợ em như kiểu nó bị bắt rồi. À, nhưng mà sao lại bị bắt? Kiểu lụm da chai rồi nó cũng móc bóc đồ của người ta đó. Bắt rồi xong rồi tới giờ chưa có thả, dịch này chưa có hết. À. Dạ. Có nghĩa là đi lượm ve chai nhưng mà do kiểu là đi móc đồ móc đạp. Dạ. Linh tinh ấy đúng không? Sau đó người ta bắt. Dạ, người ta để ngoài thì à. Mình lấy. Dạ. Người ta để ngoài tưởng là người ta bỏ rồi. Dạ. Lấy xong đó là người ta bắt. Đấy. Bắt xong đến giờ người ta chưa có thả luôn. Chưa. Dạ. Dạ dịch này nó chưa có. Dạ. Vậy là tính là nếu mà vợ ở nhà thì hai vợ chồng là lượm ve chai luôn. Dạ, lượm ve chai luôn anh. À, hai vợ chồng lượm ve chai mình nuôi 5 đứa con. Dạ. Hay. Là mình quê mình ở đâu anh? Quê em Kiên Giang anh. Kiên Giang luôn. Dạ, Kiên Giang Cạch Giá, Hòn Sơn, Hòn đảo Phú Quốc rồi. À, con ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi đây cho chú quay. Lên đây nè, đây nè. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống tí, chú nói chuyện tí. Là mình từ Cạch Giá cái Giang lên đây lâu chưa anh? Dạ, em lên đây cũng mấy năm mà. Mấy em ở chỗ này là mới có năm mấy à. Tại xưa em ở dưới bốn xã chứ. À. Dạ. Em nghe nói ngày trước anh làm cái lễ nhỏ mà cái lều ngoài kia đúng không? Dạ. Cái lều ngoài kia em mở. À, trước là cả nhà ta túc bằng cái lều đó. Dạ. Sao mà người ta không cho ở nữa rồi mình vào đây à?
năm đứa không có đứa nào đi. Thằng lớn nó kiểu là thấy khổ quá nó bỏ đi nó ở riêng hả? Dạ, nó đi kiểu nó đi lang thang vậy. Đi lang thang hả? Dạ. Nó ở nhà đông quá thì nó như kiểu em lo cũng không có nổi nữa. Dạ. Nó tự nó đi vô công ty nó làm rồi nó ở chổng luôn. À. Đợi đến chắc chú. Nhưng mà có thấy về không anh? Cỡ đến nó đi cỡ chừng vài tháng nó mới về một lần. À, vài tháng về thăm lần thôi. Các bạn nó lớn rồi nó tu lo cho nó cũng được rồi. À. Nếu mà nó đưa nó đi làm mà nó phụ được cho gia đình nó cũng đỡ. Nó có phụ giúp cha mẹ không? Có thì nó lâu lâu vậy nó cho đứa cho mấy đứa cháu nó với em nó đồ á. À. Cho là 1 triệu đồ. À, vậy là tính ra cũng biết lo đấy chứ. Anh đã đi làm lại chưa hay là chưa? Ai mà hả? Dạ, đã đi. Đó, em mới đi Gia Trai bữa nay hôm qua đó anh. À, hôm qua đã đi rồi, dạ, qua mùng 1 tháng 10. Dạ, đi rồi không có đồ, mình thấy bữa nay thôi, em lựa cho em bán. Dạ, hôm nay là lựa ra bán. Một lần mình đi, một ngày mình đi vậy thu nhập mình được bao nhiêu anh? Ngày kiếm chừng 200, 200 mấy nha. À, 200, 200 mấy. Vậy làm vậy nó cũng tự do là cũng được. Dạ, nó tự do. Mỗi cái là đông con quá. Dạ. Mà sao đẻ lắm thế? Cũng không biết nữa. Đẻ đúng nhiều rồi. Quá giờ dạ. Nuôi nó cũng hơi cũng hơi vất vả. Nã nó phới. Dạ. Đang có để cho chú ấy. Ngồi đi tí rồi chú cho quà ha. Ok, ha. Đi hỏi chú cho quà. Con tên gì? Con. Hả? Nó là chữ, nó chữ, nó ngại. Ngại, cái gì bây giờ, cái gì mà ngại? Bé lớn tên gì con? Dạ, con tên Hân. Hân hả? Dạ. Hôm nay con nhiêu tuổi? Dạ, 13. 13. Con tên gì? Con tên Hương. Con tên Hương. Rồi con tên gì? Kìa, chú nói kìa. Hà, Hương Hà. Con tên gì? Cười nhìn đẹp trai không? Gì vậy? Tên Hào. Cái này bà có mua đồ ăn ăn không? Hả? À, ăn cơm có đồ ăn không? Ủa vậy là cho em hỏi thăm đến là vợ anh là bị là tháng mấy, hồi tháng mấy? Hồi bữa tháng 5 tới giờ á. Tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. 7 tháng 6 tháng. 5, 6 tháng rồi, chưa về luôn. Mà có liên lạc được không? Dạ, có. Có liên lạc về là nói vẫn đang nhốt ở trong đấy hả? Nhốt, đang nhốt. À, mà nhốt ở đâu anh biết không? Ở Bố Lá hả? À, Bố Lá. Nếu mà đi cho đi chạy giam chắc là lấy cái gì hơi cao rồi. Dạ, sợ lấy cái gì nhé anh. Nó không nói cho anh biết đâu nè. Không, không nói. À. Nếu đi chạy giam rồi là thấy em nghĩ là chắc là cũng nặng á. Dạ. Nhiều khi đi. Ý. Ý là bữa đó mà vợ em là điện mà nhờ người ta ở trong chổng ra nó kêu đừng có lo gì chứ nó đi. Ngày tháng là nó về rồi. Dạ, dạ. Rồi mẹ đi có nhớ mẹ không mấy đứa? Dạ có. Có hả? Có. À. Ráng ít bữa mẹ về ha. Dạ. Dạ. Cô này là 2 tuổi á? Dạ, 2 tuổi mấy anh? 2 tuổi mà lanh quá. Con đi học chưa? Con đi học chưa? Chú hỏi đi học thì chưa? Nó ngại. Bữa em để ba giá đẹp lắm. Dạ. Em hớt ba giá này lại ai cũng pha, cũng nhìn cũng dễ thương. Dạ. Sao em hớt xong nó đụng, xong cái nó lõm rồi thôi, em lấy cái lồng đơn đẩy luôn. Ừ, vì trên này không đi cắt tóc được, cho nên là cứ cắt tay ra thôi. Dạ. Ôi, có đúng đầu kìa. Quay quay bọc máy coi cho chú coi. Dạ, được, được, không cần nữa. Mấy cháu con rồi đi cơm nước gì chưa? À, em mới nấu rồi, cho mới ăn rồi anh. Là bé này nấu, biết nấu cơm chưa? Biết nấu rồi, giặt đồ luôn luôn. À, biết nấu, nói chung cũng phụ cha được rồi, đúng không? À. Rồi xuống đừng có đi đi. Cha đi làm ở nhà coi em là nấu cơm nấu nước. Dạ. Là tối là tất cả cha con nằm ở đây luôn hả? Con thì mấy đứa em ấy mấy đứa con nằm đây còn hai đứa này lên trên kia. À. Trải có hai cây quạt gió à, cạnh trên đây cây dưới. À. Tối mới lên thôi chứ ban ngày lên nóng. Ban ngày lên chịu nổi anh này. Dạ. Nó hầm lắm. Nói anh là mình có nghĩa là mình từ quê lên trên đây á thì mình là mới 2 năm thôi hả? Dạ, em lên đây mới có 2 năm là tại tôi xưa em ở 4 xã chứ. Dạ, rồi ở quê còn anh em họ hàng gì không? Còn nhỏ chị ở dưới 4 xã cũng mướn nhà trọ ở. À, có nghĩa là giờ ở quê là có còn người thân hay còn đất đai gì không? Dạ, ở đất đai em ở quê không có, chỉ có cái nền nhà thôi. À, dạ. Có mỗi cái nền nhà thì dạ, có cái nền nhà. Còn trước là ở dưới đó là đi làm mướn à? Thì em cũng đi biển chứ, em đi biển từ hồi 13 tuổi luôn. À. Từ em có vợ tới giờ là em lên đây luôn. À, có vợ bắt đầu lên đây đi làm ăn. Dạ, lên đây. Chứ không ở quê nữa. Dạ. Rồi cái nhà dưới quê là để đó. Nhà là bà già ở dưới ở. À, là mấy anh. Bà già ruột của em. À. Nhà đâu bao dạ. Nhà đâu bao nhiêu không? Nhà đó là của bà chị của em đó. À, của bà chị. Hồi xưa ông già là nhà nước cho ông già.
Dạ. Ông già ông chết rồi, còn mấy chị em rồi anh em mà kéo lên phố về ở hết. Dạ. Bây giờ ở dưới người ta lấy đất lại đây rồi phải làm giấy tờ phải xin lại. Dạ. Dạ con. Chú ơi. Tính ra là năm đứa con. Dạ. Này là đẻ là mấy năm một đứa? 2-3 năm đứa, 2-5 năm. 2-3 năm đứa. Mấy bé này cũng đi học tình thương rồi con. Đi học hết chưa anh? Dạ, đi học tình thương Trăng ở chỗ này nè. À. Rồi mấy bé này ví dụ như lúc mà cái mùa đi học là đi học hết luôn à? Dạ, đi học hết có lần này thì nó ở nhà. Nhà ai coi nó? Ở nhà rồi mẹ nó coi gì đó, rồi mẹ nó đi rồi em mấy gì đó. À, ý là mấy tháng nay là mẹ nó mới đi thôi đúng không? Cho nên trước đó là mẹ nó ở nhà coi, còn ba nữa là đi học. Rồi biết đọc biết viết hết chưa? Dạ. À, giỏi, cố gắng học giỏi nha. Dạ. Ba cô công chúa hay cậu con trai? Dạ. Dạ. Này khó khỉnh lắm mày. Mấy này nấu cơm bà có mua thịt ra nào? Tốt mà. Vậy là chị liên hệ về cũng chưa nói là khi nào về luôn. Dạ. Thì nó nhắn, chồng nó nhắn nó nói vài tháng rồi nó về ra, nó ra rồi. Dạ. Nó lo. Ý là trong đó là người ta có nói là mấy tháng là ra. Dạ. Nó mấy tháng rồi. Dạ. Thì chắc là cũng không nặng lắm đâu. Dạ, chắc không nặng đâu. Chắc kiểu thấy cái gì người ta để nó bắt đầu là mình không có tưởng sợ người ta bỏ rồi mình lấy rồi bắt đầu. Với sợ dịch đâu á rồi mình không có ấy về ta. À, giống cái đợt mà người ta đi gom người lang thang đâu kia. À, sợ là dĩ chứ. Dạ. À, nó bắt rồi xong rồi nó ấy luôn rồi. Dạ. Đưa đi bắt đầu lúc đưa. Đúng tịch cái là thôi ở lại luôn. Dạ. Gà chứng giới. Nói chung là mấy cha con ở đây thì cũng còn gà cũng được. Dạ. Cái là ví dụ như anh đi làm vậy thì có đủ tiền nuôi mấy đứa nhỏ này không? Không. Cái kia em đóng ngoài em thiếu lại nữa. Ừ. Dạ, em trả. Ở nhà thì mình mướn tháng bao nhiêu anh? Tháng 1.500.000. Tháng 1.500.000. Dạ. Là tính ra một ngày anh phải bỏ ra 50.000. Rồi tiền ăn, tiền uống nữa. Thì em đi ngày 200.000. 200.000 là sao nuôi nổi 5 đứa con? Như kiểu mà gạo rồi thì cũng có nhà từ thiện giúp đỡ lâu lâu vậy đó. Nghĩ là lâu lâu người ta cũng cho gạo cho thóc ăn. Dạ. Còn tiền từ đồ ăn thì mình tự túc mình kiếm mình mua. Dạ, dạ. Đồ ăn thì tự lo. Dạ. Còn là ví dụ như thế là nhiều khi chắc là vườn cái hái rau rồi nó kia rảnh rảnh đi bắt cá bắt đồ ấy đúng không? Có, em đi hái con muống em cũng thấy đại dịch ở đây là cũng đâu ai đi được, em cũng hái con muống em cũng tặng cho người miếng miếng chia nhất sớt nhau vậy đó. Đúng là mới đi hái được rồi để chia cho ăn. Dạ. Để chia cho người miếng miếng gì đó. Dạ. Dạ. Bự. Có té đấy con, leo xe té đó. Té nhà, té nhà. Té đó. Thế nó quậy dữ lắm, nó quậy dữ lắm. Nhìn biết là quay cho mình đẹp, chết đẹp trai lắm chứ bộ. Xuống đi con, xuống té. Xuống bàn, đúng rồi. Té nè, té nè. Ngồi đàng hoàng kìa, cho chú quay kìa. Ngồi chú nói chuyện xíu tí chú cho quà nha. Nha, giờ con thích ăn gì không? Hả? Cười, nó cười. Thích ăn gì không? Ngồi vào đây xong tí chú cho quà. Lý lắc quá. Làm gì? Bé này học lớp mấy con? Lớp 2. Học lớp 2 bé này. Nhỏ này mới học lớp 3. Mầm non, còn con học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3. Thì lớp 13 tuổi mới học lớp 3 thôi. Tại vì nhà mình nó không có điều kiện. Có nghĩa là cái lúc nào đi học được là đi thôi. Cái nào đi học được. Chắc là lớn nhất lớp à? Đúng không? Dạ. Lớn nhất lớp. Giờ biết đọc biết viết rồi vậy? Dạ. Là cũng đỡ à. Biết đọc biết viết biết chữ là cũng mừng rồi. Cũng đỡ về sau đi làm đi ấy cũng đỡ. Rồi mà ngày ăn cơm có được no không? Dạ, có đồ ăn không? Có. Có hả? Ba thường cho ăn cái gì? À, nhiều món lắm. Nhiều món lắm hả? Rau luộc này đúng không? Ừ. Nước rau này đúng không? Đậu hũ chiên. Nước mắm này, đậu hũ này. Đậu hũ chiên. Dạ. Nếu mà ví dụ như thế là khó khăn tí nhưng mà mấy bé nó khỏe mạnh là cũng mừng anh hả? Dạ. Cố gắng đi học rồi học giỏi nha. Dạ. Học giỏi về sau đi làm cô giáo, làm bác sĩ nha. Dạ. Phụ cha mẹ. Con thích làm gì? Con thích làm cô giáo. Thích làm cô giáo hả? Vậy phải học thật giỏi nha. Dạ. Có được giấy khen không? Dạ. Có luôn hả? Dạ. Vậy là giỏi. Cố gắng học đi về sau đi làm bác sĩ, học làm cô giáo về giúp đỡ ba mẹ. Là mình có tính về quê lại không anh? Hay là mình ở đây hẳn? Không, em ở đây tại vì mấy đứa con em ở đây. À. Em ở đây luôn, nó để nó tiện hơn chứ dưới quê em cũng đâu có nhà đâu. Dạ, dưới quê giờ thứ nhất cũng không có nhà, có cửa gì. Dạ. Dạ. Mà về quê cũng chẳng biết làm gì để sống. Dạ. Vợ có chỉ đi biển không anh ơi? Một để một năm tháng, nhiều năm tháng động rồi. À. Dưới em 5 tháng mình đi biển, 5 tháng ở nhà. Dạ.
Lúc nào biển động là ở nhà. Đi đi biển nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Đợt em cũng xíu chết rồi nghe chăng con bão số 5 mày. À. Đợt còn mấy tuổi em đi biển nghe. Đây là 13 tuổi đó bắt đầu đi đi. Dạ anh đi. Mà là đợt đi biển mình đâu có đi chia người ta đâu, người ta chia như là 500 ngàn mình chia được 300 ngàn nè. 300, 200 rưỡi tại mình ăn phân nhỏ hơn ta. Rồi tính theo ngày hay sao anh? À, tính theo phân. Phân hả? Dạ. Mà tính sao ta? Phân những cái kiểu tiền tiền á, nhiều cá đó. Thì chủ cái gì bạn nó chia đi, mấy thằng mà nó ăn phần á, là 10 phần đó là phân á. Nó chia 10 triệu, mình chia thì được 5 triệu vậy đó. À. Dạ. Mà đi tới mấy tháng mới vô. Đi mấy tháng mới về một lần. Nhiều khi đi 2-3 tháng hả? Dạ 2-3 tháng nữa anh. Đi biển nguy hiểm lắm. Nguy hiểm, đi biển chứ em sợ luôn, em đâu có đi về dưới em đi nữa. Nhưng mà cũng đi được mười mấy năm rồi cũng giỏi lắm rồi. Đấy em tới em chia sẻ về các mấy hoàn cảnh gần đây á, thì em thấy gia đình anh cũng 5-6 đứa con, mà trong cái đó là hai vợ chồng với trai, bây giờ là có một mình anh nuôi, một mình anh là làm để nuôi con thôi. Dạ. Nên em cũng ghé em thăm hỏi xem là tình hình cuộc sống nó như thế nào. Dạ. Thì hôm nay em tới em thăm gia đình á, thì tiện thể thì em cũng gửi biếu cho gia đình 1 triệu ha. Dạ. Ví dụ như thể là mua gạo mua thóc để cho các bé ăn ha. Dạ. Dạ. Rồi em về em chia sẻ nếu được các cô chú giúp thì em ghé em thăm tiếp. Dạ. Dạ. Dạ em cũng cảm ơn anh với cảm ơn huấn luyện thằng Quân. Dạ. Giúp đỡ cho con và con cái anh với em. Dạ. Cái này em thay mặt một mạnh thường quân. Bây giờ em thay mặt một tài khoản thẻ là 1726 là gửi cho anh 500. Mấy chị Trinh Thị Hiền gửi cho anh 500 đó là 1 triệu ha. Dạ dạ. Là có hai người gửi ha. Dạ. Tài khoản thẻ 1726 500. Chị Trinh Thị Hiền là 500 là 1 triệu ha. Dạ. Là mua đồ ăn thức uống cho mấy bé nó ăn, nó gọi là cải thiện. Rồi nên về em chia sẻ nó được mọi người giúp thêm. Tính ra bây giờ giống kiểu anh, giống kiểu là gà trống nuôi con ấy. Dạ. Thế một mình làm nuôi con. Thì mấy người đi đều là kêu em gà trống nuôi con không à. Dạ. Một mình làm nuôi 5 đứa con. Dạ. Thằng cu kia nó đi lâu vậy? Thằng cu nó cũng đi đâu mấy tháng nay rồi anh. À mấy tháng nay rồi, còn trước đó là cũng ở nhà rồi là anh nuôi cả luôn. Dạ. Dạ. Vậy là tính nha, nó mới đi làm đây chứ nó đâu đi làm mà lâu rồi đúng không anh? Nó mới còn thì nó cũng mới đi làm đây, lúc làm chưa có dịch đó là nó đi nó ở nhà ta luôn. À dạ dạ dạ. Rồi thế đây em gửi cho anh 1 triệu ha. Dạ. Dạ. Cái tiền này là của một tài khoản thẻ là 1762 500 ngàn, mấy mà chị Trinh Thị Hiền 500 ngàn. Dạ. Được gửi gia đình 1 triệu, cho anh 1 triệu để anh mua thức ăn cho mấy bé nha. Dạ. Dạ. Con em cũng chúc mấy mạnh thường quân để giàu sức khỏe, mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Giúp dạ, cho dạ, con em được 1 triệu. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Mấy đứa ráng học giỏi nha. Dạ. À, ngoan để cho cha đi làm nha. Dạ. Con gái nó cũng dễ nói hơn là con trai. Dạ. Rồi thôi bây giờ em tới thăm anh mới thăm mấy cháu nha. Dạ. Em con xin phép em đi đây. Dạ. Nếu có dịp thì em ghé em thăm tiếp nha. Dạ. Dạ dạ. À, chú đi nha. Bye bye mấy đứa nha. Bye bye nào. Bye bye. Giỏi. Em đi nha. Dạ dạ. Hai các bạn ơi, thì hôm nay mình tới đây mình thăm gia đình của anh nhé. Thì như các bạn nhìn thấy thì một mình anh hiện tại đang làm để nuôi 5-6 đứa con. 5 đứa con các bạn. Cho nên là cuộc sống thì cũng khó khăn. Cho nên hôm nay mình tới đây mình thay mặt Mạnh Thường Quân đấy các bạn, gửi cho gia đình chút ít để gọi là có tiền để sống tạm trong cái thời gian dịch bệnh các bạn. Bây giờ mình cũng xin dừng vào kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha.